kêu bà sao rối vậy? Cô Quyên ơi, chắc là mình đóng cái cửa này không được đâu. Chào các con. Các con chào đi. Con chào cô. Ở đây mọi người đó các con. Coi. Cô cứ làm đi. Để đây đi. Em đây đi cho xem. Dưỡng trước. Mấy cái này là của bữa bạn Thảo tặng nè. Ôi. Ai cái một đôi sạc với các ép kiếm cố với ra phải đưa cái trong gia đình đều mong muốn quây quần bên nhau, cha mẹ bày mâm cỗ cho các con mừng trung thu, múa lăn và làm lồng đèn cho các con rước đèn đi chơi. Tết trung thu năm nay không có phần không trọn vẹn cho tất cả các bạn nhỏ trên khắp cả nước như chúng ta mong muốn. Ngay những lúc này, các bạn nhỏ ở các tỉnh phía Bắc phải oằn mình gánh chịu những cơn bão dữ dội, thậm chí là sự chết chóc và đau thương. Tuy nhiên, để thể hiện sự quan tâm của nhà trường, hội của các tổ chức cá nhân gửi đến các em thiếu niên nhi đồng, những chủ nhân tương lai của nước Việt. Hôm nay trường tiểu học Lê Văn Tám phối hợp với nhóm thiện nguyện hành trình chia sẻ yêu thương, nhà xe Tú An chuyên tuyến Quảng Nam Đà Nẵng tổ chức chương trình trung thu cho các em. Đó chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Về tham dự với chương trình ngày hôm nay, cô xin trân trọng kính giới thiệu về phía lãnh đạo nhà trường có sự hiện diện của cô Đỗ Thị Khuyên, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thầy Dương Quang Hòa, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía các tổ chức cá nhân, cô xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của nhóm thiện nguyện hành trình chia sẻ yêu thương. Trong đó các anh chị đại diện có cô Huỳnh Dung, cô Hằng Nga, anh Triều và anh Hữu. Đề nghị chúng ta cho một tràng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng to lên nào. Và một phần đặc biệt nữa không thể thiếu, đó là sự có mặt của tất cả các bạn thiếu niên nhi đồng rất là dễ thương và thương yêu của trường tiểu học Lê Văn Tám. Rồi tiếp theo chương trình, cô xin trân trọng kính mời cô Đỗ Thị Khuyên, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường sẽ lên đọc thư chủ tịch nước và có một đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời cô. Quý mạnh thường quân, quý phụ huynh, toàn thể các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường, tôi xin được phép đọc thư của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2024, thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2024. Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, nhân dịp Tết Trung thu, bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng Việt Nam trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài đang sống ở Việt Nam những tình cảm thân thương ấm áp nhất. Tết Trung thu, Tết của Thổ Chi nhằm vào rằm tháng 8 âm lịch, các cháu được quây quần với gia đình, ông bà, cha mẹ cùng vui chơi, rước đèn, múa lân, phá cỗ dưới ánh trăng rằm, hoặc nghe ông bà, cha mẹ kể chuyện cổ tích về Trung thu. Và mỗi Tết Trung thu sẽ là ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của mỗi con người chúng ta sau này. Bác rất mong muốn mỗi Tết Trung thu các cháu lại được đón một cái Tết vui vẻ hơn, đầy đủ hơn, ý nghĩa hơn cả về vật chất và tinh thần, bởi sự chăm lo của gia đình, nhà trường, xã hội,
cho các cháu. Bác mong các cháu luôn ngoan ngoãn, mạnh khỏe, học giỏi, siêng năng, sống tình nghĩa, hoài bão, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, luôn là trò giỏi, con ngoan, phấn đấu để trở thành niềm tự hào của gia đình, dòng họ và dân tộc. Trung thu năm nay không trọn vẹn bởi thiên tai, lũ lụt đã gây ra những hậu quả nặng nề đối với nhiều gia đình, thôn xóm, bản làng, phường xã. Nhiều cháu thiếu nhi không may bị cướp đi sinh mạng, nhiều cháu mất người thân, mất nhà cửa, sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bác xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người thân, gia quyến. Các cháu là nạn nhân của bão lũ, hy vọng chúng ta tất cả hãy dũng cảm vượt qua nỗi đau thương mất mát này. Với các cháu ở vùng bão lũ, Bác dặn các cháu luôn ngoan, luôn chú ý an toàn khi học tập vui chơi. Hãy tránh xa những hiểm nguy, không chơi đùa gần sông suối ao hồ. Hãy tránh xa nơi nguy hiểm, luôn nhớ lời thầy cô, cha mẹ để tự bảo vệ bản thân, bạn bè. Bác gửi tới tất cả các cháu niềm tin yêu, hy vọng. Thân ái, Tô Lâm. Kính thưa quý vị đại biểu, Mạnh Thường Quân, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, Tết Trung Thu năm nay niềm vui không trọn vẹn vì trong mấy ngày vừa qua, nhân dân miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng về người và tài sản do cơn bão Gia Ghi gây ra. Có gia đình con mất cha, mất mẹ, vợ mất chồng, có gia đình mất hết người thân và tài sản, không còn để lại thứ gì. Những hình ảnh người mẹ ôm con bị chết trong lũ lụt đã để lại cho chúng ta những nỗi buồn đau sâu sắc. Chúng ta vô cùng xót xa để chia sẻ niềm đau, sự mất mát do lũ lụt vừa qua. Thay mặt cho tập thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường, Ban giám hiệu tha thiết kêu gọi quý phụ huynh, cán bộ, giáo viên, học sinh, chúng ta hãy chia sẻ yêu thương để nhân dân miền Bắc sớm ổn định lại cuộc sống khó khăn. Một lần nữa, thay mặt cho Ban giám hiệu nhà trường, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhóm thiện nguyện Hành Trình Yêu Thương, nhà xe Tân An đã mang đến cho các em trường tiểu học Lê Văn Tám một cái Trung Thu đầy ý nghĩa, ấm áp và yêu thương. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và đón nhận những ánh mắt hy sinh rất là lớn trong những ngày qua không thể nào đếm hết được. Hôm nay chúng ta còn ngồi đây là một niềm hạnh phúc đối với chúng ta. Và chính vì thế chúng ta ngày hôm nay vui chơi, tuy nhiên chúng ta phải nghĩ đến những cái phần và bạn bè của mình đang phải gánh chịu. Một số bạn thì ra đi mãi mãi, một số bạn thì mất cha, mất mẹ, rồi rất là nhiều cái nỗi đau thương khác nữa. Và sau đây liên đội nhà trường xin một phút mặc niệm để tưởng niệm những nạn nhân đã hy sinh trong cơn bão Gia Ghi vừa qua. Xin mời toàn liên đội chúng ta trời ta. Một phút tưởng niệm bắt đầu thì chúng ta bỏ mũ áo xuống nhé. Nha.
Chương trình các cô giáo chúng ta hướng dẫn cho học sinh, các em xếp hàng lên chúng ta lần lượt, chúng ta quyên góp ủng hộ, sau đó chúng ta về vị trí. Phụ huynh ở phía xa cũng như là toàn thể các em học sinh đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Tí xíu nữa đây thì sẽ tặng quà cho các bạn sau nha, bởi vì sẽ có những cái trò chơi có thể sẽ làm vướng víu, cho nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu chương trình với những nếu mà đúng như những cái đêm trung thu thì có thể là mình sẽ tổ chức nó hoành tráng một tí xíu, rồi có những cái chương trình văn nghệ nữa. Nhưng mà như đầu chương trình thì cũng như quý thầy cô cũng đã có chia sẻ rồi, là vì một số vấn đề cho nên là chúng ta chỉ có thể là tổ chức trong cái khuôn khổ như thế này thôi. Nhưng mà ngoài ra thì có những cái phần quà tặng là chắc chắn rồi. Thì các bạn nhìn phía bên đây này, có những cái phần quà rất là hấp dẫn ở bên đây nữa. Đây là phần quà dành cho những cái chương trình, những cái trò chơi. Thì ngày hôm nay các bạn có nhiệt liệt để tham gia những cái trò chơi của ngày hôm nay không? Các bạn có sẵn sàng không ạ? Không nghe. Ờ, phải vậy ha, cũng được. Bây giờ các bạn có muốn là chơi những cái trò chơi, những cái câu đố trước, hay là muốn những cái trò chơi kéo co? Kéo co trước hả? Thôi, nhưng mà bây giờ hỏi chơi thôi, nhưng mà quyền quyết định vẫn là của mình nha. Bây giờ sẽ là những cái câu đố để tặng quà cho các bạn. Ở đây các bạn sẽ có thấy là những cái gói quà được gói rất là đẹp, và gói từ ở thành phố Hồ Chí Minh. Ôi trời, xếp chút xíu nó nhảy ra rồi. Đó, sẽ mang ra tặng cho tất cả các bạn nha. Câu đố của mình cũng sẽ rất là dễ. Và bây giờ xin nhờ quý thầy cô cũng như là mọi người, khi mà đọc câu đố lên thì bạn nào trả lời nhanh nhất, bạn đó sẽ được những cái phần thưởng. Ok không? Bạn đó sẽ được chọn ưu tiên để trả lời nha. Bây giờ mình chọn bạn trước hay là sao? Mình chọn bạn chọn trước hả? Có bạn nào muốn xung phong trả lời câu hỏi đầu tiên không ạ? Bạn nào ạ? Giơ tay lên các bạn ơi. Bây giờ bỏ tay xuống hết, bây giờ mình đếm 1, 2, 3 giơ tay lên. Bạn nào giơ tay nhanh nhất sẽ được chọn nha. Bỏ tay xuống đi. Bỏ tay xuống. Làm sao micro chạy kịp. Mọi người tia đi nhìn nha. 1, 2, 3.
Trời ơi đông quá. Rồi chọn luôn đúng không? Rồi câu hỏi đầu tiên dành cho bạn là một câu hỏi về chuyện cổ tích nha. Nghe kỹ câu hỏi nha. Nghe nha. Chỉ được quyền trả lời một lần và trả lời sai là chịu quyền trả lời tiếp theo sẽ dành cho người khác nha. Trong truyện cổ tích Thánh Giống, chú bé Giống lên mấy tuổi mà vẫn chưa biết nói, chưa biết ngồi, cũng như là chưa biết đi? Con trai cô Lâm. Hả? Không phải trả lời. Bạn chưa trả lời câu hỏi mà bạn nói là con chọn cầu lâu. À, tức là chọn cái món quà tặng trước đó hả? Cũng được quá ha. Trả lời câu hỏi trước chứ. Đây là, đồng cho lập câu hỏi là trong truyện cổ tích Thánh Giống thì Thánh Giống bao nhiêu tuổi mà vẫn chưa biết đi, chưa biết nói, chưa biết ngồi? Bao nhiêu tuổi? 5-6 tuổi. À, cái đó là con 6 tuổi, còn chú bé Giống là mấy tuổi? Con biết Thánh Giống không? Con biết chuyện Thánh Giống không? Có nhiều người giơ tay quá kìa. Con biết chuyện Thánh Giống rồi. Các bạn đầu tiên trong cái đầu sư vui lọt đi nha. Bây giờ chọn người khác, bạn này đi. À, trước tiên con giới thiệu con tên gì, con học lớp mấy? Con học tên Ỉa, con học lớp 3D. Rồi câu trả lời của con là mấy tuổi? Dạ. Thánh Giống bao nhiêu tuổi mình? 3 tuổi. 3 tuổi đúng không ạ? Đúng thì sao? Vỗ tặng cho bạn chàng pháo tay thiệt là lớn. Câu trả lời rất là chính xác nha. Rồi bây giờ tặng cho bạn một phần quà. Con chọn cái phần quà hình chữ nhật hay là hình trụ? Cái này con chọn cái nào? Cái hộp cho nó to đúng không? Tặng cho bé đây chị. Rồi xuống tặng chị Dung. Rồi cảm ơn con rất là nhiều. Con trả lời đầu tiên là chính xác rồi nha. Bây giờ con... Rồi chắc rồi. Còn có không? Rồi. Rồi cái con Hải đây. Rồi cái nón. Gì sai luôn. Để con phải có chữ gì nè. Cái gì chứa nhiều nước mà không bị ướt? Trả lời là biển. Biển có nước là ướt rồi. Cái gì? Chúng là dứa. Hình như cái câu này là một miếng đó. Cái chai nó chứa nước nha, nó vẫn ướt. Có kỳ với ta, có này kỳ với ta. Rồi, đây, cái gì? Chai, sai luôn. Cái gì mà các bạn tập trung lại để quay về rồi, quay về tới đây. Các bạn trả lời hỏi câu hỏi luôn nha. Rồi, cái này phải dùng, phải nhờ các bạn lớn tí xíu. Giờ bạn nói đến một giờ của các em nào. Một bạn nào đến một giờ của em mà quay xuống này. Các bạn trở về vị trí ngồi, trở về vị trí ngồi. Trả lời sao hết rồi? Nó có ý rồi đó nhưng mà không đúng. Chưa chính xác. Wow, chính xác. Bản đồ nha, bạn này trả lời đúng nè. Nó bản đồ chứa rất là nhiều đất nước nhưng mà không có ướt nha. Dạ. Cho các bạn biết chơi nha. Chắc đầu này, cái chỗ này cô phải nguyện quá. Sát đầu, chắc đầu. Rồi, chuẩn bị. Các bạn ở trên đây sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa nào? 5 4 3 2 1 quá tàn nó bao nhiêu nữa đâu. Chúc mừng chúng ta không thích nghe không nè. Tiếp thiên dưới không lâu thì đáng xem tấm thân mình sẽ lắp cho cô ấy chung hòa. Tiếp thân chúc mừng rất đẹp nè. Chúc
công rồi nha. Thật đúng không? Các bạn cô hát này thì các bạn không nghe đúng không? Thank you.
À, bầu trời thì như vậy đó mà cũng đi uống cà phê đồ. À, quán Rơm quán. Vô nè, Happy Coffee là kế bên hai cái quán con vậy nhưng mà khác nhau nha. Đó, cái quán này là cái quán ăn, còn bên đây là cà phê. Đi vô, đi vô. Hai chị em sao gia đình? Quán ăn gia đình. Bông này đẹp quá à. Xuất sắc luôn. Nè, ẩm thằng nhỏ nhìn thấy cưng ghê ạ. À. Nào, khúc nào ẩm. Nè, cái khúc mà đua ghê, hay gửi hết rồi đó. Nhưng mà chỉ có cái không đoạn được. Mà phía sau hậu trường là hai không có đăng thôi. Ừ. Đây cô. Nghe đi. Qua cái bên này đi. Nghe đi, đi lên. Cản không? Không, nhảy dưới giùm đi. Có cần giúp không? Cần giúp một tay không? Xô xuống. Có một cánh bướm mà. Wow, đề co cũng dễ thương quá nè. Đó. Trời ơi, chiếc xe đạp lãng mạn quá vậy. Nhớ khi xưa anh chờ em trên chiếc xe đạp cũ. Đẹp quá, xó đi. Đẹp quá, xó đi, đừng để người ta ganh tị đó. Ý, cá. Cá nhiều quá nè. Cái này cá phi hả ta? Cá nhiều quá cô ơi. Cá rô phi. Ê, ở dưới này nuôi rất là nhiều cá rô phi. Cái này là có ý tưởng để làm cái hồ thủy tạ ở dưới nhà đó. Thank you.
đây là cái quán ăn nha, chỗ quán ăn dễ thương, rất là cổ điển luôn á. Ăn mà no quá là hờn hết. Bỏ dép bên ngoài ha. Ủa chị Quyên chạy đi đâu rồi? Quay đầu xe, quay đầu xe. Bây giờ mình chơi chưa có đã cái nư, còn thèm mình còn muốn ra. Đó, nước mắm này này cô nghe cô dùng có ăn được không? Không ăn được thì gọi mì nghe. Thế là cô ăn mắm nem được không? Rồi gọi mì, gọi mì. Cắt mì rồi đó, bún này, bún này. À, bún này, bún này. À, để ớt viên nha, cậu tại vì à, ớt tính viên số lượng nha đây coi chừng dư. À, tính nha, coi chừng dư nha. Cô là sinh ra tròn. Thì đó, đúng rồi, cô là cô giáo. Vậy bây giờ thì theo cô thì em nên kêu cô là chị hay là cô? Chị thôi. Hay là cô chị? Dạ chị đi ha. Cho mấy chị hết bây giờ thằng này. Cô bấm thôi nha, mày cảm chén ớt. Đó trời ơi. Có đồ đồ ăn cho ba chưa? Coi nè. Em là không có ăn cay, là trong đây là không có, em thấy là trong đây có ớt rồi đó chị ơi. Giờ là chiều sáng gì đó, nấu rau xuống đi nấu thương. Đây là đặc sản, đặc sản của em cô. Đây là bánh bèo gì cô? Xuống một cái chén, đừng xét. Đây 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 đây, đừng bèo gì, bánh bèo gì? Đây đây đây, đừng xét. Cái đó có ớt đúng không? Không, cái đó tôm. Cái này là tôm. Tôm gì ớt đó, bột ớt. Cái của em là không có tôm. Cái của bên em là ăn cái gì dầu đậu phụng thôi, đậu tôm nó là bỏ ớt đâu, bỏ ớt không ăn nữa. Cái này là gì quên rồi, bánh bèo. Bánh bèo. Bánh bèo có hai loại ha. Bánh bèo Huế với bánh bèo chờ, bánh bèo thường không là bánh bèo Huế. Yeah. Đây còn cái này. Cái này ăn với cái này. Bánh đúc. Cái này ăn với cái này. Bánh đúc mặn với mắm cái. Mắm cái. Trời ơi. Hồi đó giờ em mới thấy ở trong em á, bánh đúc là sang với nước đường. À vậy hả? Đâu, bánh đúc mặn thì ăn nước mắm. Bánh đúc mặn thì ăn với nước mắm mà có thịt cái này có kia, còn bánh đúc mắm này đâu có thịt đâu đúng không? Này chờ lắm còn nấu non này. Dạ. Đây là ăn nhẹ đấy. Ăn nhẹ đấy. Còn ăn mạnh nặng hơn nữa thì sao cô? Dùng nữa cho bé đi. Đây để em chút cho bé ăn. Cho mình này. À, cái này rồi này.